Ở nhà cưới có từ bao giờ để cho hai đứa chỉ chờ trao nhau những ngày tháng đường chờ câu đẹp trên phải phần sống bên nhau trọn đời và nghi lễ trao nhẫn của cô dâu và chú rể xin phép được bắt đầu. Em sẽ là dòng sông, còn anh là biển rộng. Em sẽ là gió lòng, còn anh là mây bay. Em sẽ là nắng mai, còn anh là hoa nhỏ. Em sẽ là lưới nhỏ để anh bước vào đời. Đời em là chim én bay, đời em là hương tỏa đâu đây. Đời em là tình yêu rực cháy, anh đã cho em mùa xuân này. Vâng, kính thưa tất cả các quan viên quý khách, đúng là mùa đông đã đến với những cái lá dép của quê hương đã trở về đến quê hương hôm nay. Đối với các cụ thì vô cùng vất vả, đối với thanh niên lại có sức sống lạ thường, càng giá lạnh càng dặn cao tình thương, hai trái tim cùng chung vui hạnh phúc. Vâng, kính thưa tất cả quan viên quý khách, chúng ta có những ống máy quay chuyên nghiệp như không truyền, chúng ta hướng lên sân khấu và ghi lại những thời khắc quan trọng nhất của cô dâu và chú rể. Và chúng tôi xin phép được tắt nhạc một giây phút im lặng nhất của đời cô dâu và chú rể trong buổi lễ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ yêu cầu các cháu nhỏ dưới 15 tuổi chúng ta hãy nhắm mắt. Còn ai từ 17 tuổi trở lên hãy nhìn kỹ vào cô dâu và chú rể chứng kiến một đôi uyên ương đẹp nhất trong buổi lễ ngày hôm nay. Các bạn có ông máy quay chúng ta đứng hơi gần để mọi người chúng ta chưa được chứng kiến đấy ạ. Vâng, tay phải của chú rể đâu ạ? Tay phải chú rể đặt lên eo của cô dâu. Vâng, rất nhiều pháo, rất nhiều lời chúc mừng tốt đẹp đến với cô dâu và chú rể. Vâng, và tay trái của chú rể hãy đặt lên vai của cô dâu. Vâng, nhưng mà trước khi hôn thì chúng tôi cũng chuyển lời của các cụ ông, của bà trong nhà thế này nè. Nếu mà cô dâu và chú rể hôn nhau mà hôn vào má thì sẽ sinh 5 gái 1 trai. Nếu hôn vào tai thì sẽ sinh 5 trai và 1 gái. Nếu hôn vào môi thì sẽ sinh 1 gái và 1 trai. Vâng, và hôm nay anh hôn vào đâu từ tùy. Vâng, đúng là các cụ đã có câu ngày xưa khi mới quen nhau, muốn hôn một cái như sao thẹn thùng. Và từ nay là vợ là chồng, chúng ta hôn lại một cái cho thỏa lòng ước mong. Xin mời cô dâu và chú rể hôn nhau. Và chúng ta chúc mừng bằng những tràng pháo tay và những ánh pháo rất là giòn giá trong buổi lễ ngày hôm nay đấy ạ. Và xin mời cô dâu và chú rể đứng lại đấy ạ. Và các bạn hãy ổn định chỗ ngồi đấy ạ. Và còn rất nhiều những phần quà, những lời chúc tốt đẹp nhất đến với cô dâu và chú rể, tất cả các ông các bà cũng mong muốn.